Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Toán Học TV. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về kiến thức hình học lớp 9. Và bài hôm nay là bài góc tạo bởi tia tiếp tuyến với dây cung. Như chúng ta đã biết thì tiếp tuyến của một đường tròn là đường thẳng vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Nhắc đến tiếp tuyến thì ta nghĩ ngay đến sự vuông góc. Đó. Hôm nay ta học bài góc tạo bởi tia tiếp tuyến với dây cung á, thì nó sẽ có những cái gì? Thì ta vào phần thứ nhất, đó là khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến với dây cung. Thì tôi cho các bạn 6 cái hình. Hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình 5, hình 6. Câu hỏi đó là chọn ra các góc thỏa mãn cả 3 điều kiện. Thứ nhất, đó là có đỉnh nằm trên đường tròn. Thứ hai, có một cạnh là tia tiếp tuyến. Thứ ba, cạnh còn lại chứa dây cung. Thì bây giờ chúng ta đối chiếu với điều kiện thứ nhất là có đỉnh nằm trên đường tròn. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ loại ngay là hình 2 và hình 4. Bởi vì hình 2 và hình 4 là đỉnh của góc không nằm trên đường tròn. Điều kiện thứ hai, có một cạnh là tia tiếp tuyến. Thì chúng ta sẽ loại luôn được hình số 6. Loại luôn hình số 6. Như vậy, chỉ còn lại hình 1, hình 3, hình 5. Đối chiếu với điều kiện cuối cùng, cạnh còn lại chứa dây cung. Như vậy, chỉ còn lại hình 1 thỏa mãn này. Hình 5 cũng thỏa mãn. Và hình 3 cũng thỏa mãn. Rồi. Như vậy, chỉ còn lại là hình 1, hình 2, hình 3. Hình 1, hình 3 và hình 5. Ta từ ba cái hình vẽ đó và từ ba cái điều kiện tôi vừa nói ban nãy thì tôi rút ra được cái định nghĩa góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung cho các bạn như sau. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh nằm trên đường tròn, có một cạnh là tia tiếp tuyến và cạnh còn lại là chứa dây cung. Ví dụ như ba hình vẽ trên là các góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Dây AB căng hai cung và cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn. Như vậy, từ nay nếu như không nói gì thêm, chúng ta sẽ làm việc với cung nằm bên trong góc gọi là cung bị chắn. Ở bài góc ở tâm và bài góc nội tiếp cũng như vậy. Ở hình thứ nhất, góc BI chắn cung ANB. Ở hình thứ hai, góc BI chắn cung ANB. Ở hình thứ ba, góc BI chắn cung ANB như hình vẽ. Câu hỏi: trong các hình sau, hình nào không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, vì sao? Nhìn vào đây là chúng ta thấy ngay hình 1 là góc nội tiếp nè. Hình 2 là tuy là có tiếp tuyến nhưng mà một cạnh còn lại là nằm ở phía ngoài, không phải là dây. Hình 3 là thỏa mãn. Hình 4 không thỏa mãn bởi vì hình 4 là có một cạnh nằm phía ngoài. Hình 5 cũng như vậy. Hình 5 là đỉnh của góc không nằm trên đường tròn. Và hình 6 thỏa mãn. Như vậy chỉ có hai hình đó là hình 3 và hình 6. Là thỏa mãn là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Như vậy hình 1, hình 2, hình 4, hình 5 là không phải. Phần thứ hai, định lý. Đây là định lý về số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Thì số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn. À, như vậy là số đo cũng giống với góc nội tiếp. Vậy thì ở đây chúng ta có thể suy ra ngay là nếu như mà góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung mà cung chắn một cung
thì số đo của chúng là như thế nào với nhau đó, bằng nhau. Đó. Để chứng minh định lý này thì cũng có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là dây cung. Trường hợp thứ nhất là một cạnh của góc dây cung đó chính là đường kính. Trường hợp thứ hai, tâm O nằm trong phía trong góc. Và trường hợp thứ ba là tâm O nằm phía bên ngoài góc. Thì trường hợp 1 chứng minh dễ, bởi vì góc BAX là bằng 90 độ, bởi vì AX là tiếp tuyến tại A. Như vậy là góc BAX bằng 90 độ. 90 thì cùng ANB bằng 180 độ thì rõ ràng là BAX bằng 1/2 số đo cùng ANB. Trường hợp 1 là dễ rồi, bây giờ ta sang trường hợp 2. Bây giờ chứng minh như thế nào? Trường hợp này là điểm tâm O nằm ở phía trong góc BAX thì gọi C là giao điểm của AO và O, tức là kéo dài AO cắt đường tròn O tại C. Thì điểm O nằm ở bên trong góc BAX và tia AC nằm giữa hai tia AB và AX thì ta rút ra được là góc BAX bằng góc BAC cộng với góc CAX. Do góc BAC là góc nội tiếp chắn cung BC, suy ra góc BAC bằng 1/2 số đo cung BC. Cái này là tính chất của góc nội tiếp. Và CAX là bằng 1/2 số đo của AC, là theo trường hợp 1 ở đây là trường hợp lúc này tôi vừa nói. Là góc nội góc này là góc 90 độ á. Như vậy cộng lại về theo vị thì tôi giải được là góc BAX bằng 1/2 số đo của cung BC cộng 1/2 số đo của cung AC. Mà số đo của cung BC cộng với số đo của cung AC lại bằng bằng gì? À, là vì điểm C là điểm nằm trên cung ANB. Suy ra BAX là bằng 1/2 số đo của cung AB. Như vậy chúng ta đã chứng minh xong cái định lý số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến với dây cung là bằng nửa số đo của cung bị chắn, đúng không nào? Thế thì đấy là đây, để chuẩn bị cho một kiến thức mới thì tôi có một bài tập như sau. Hãy quan sát hình vẽ bên. Câu thứ nhất, các bạn hãy so sánh số đo của cung B của góc BDA và góc BAX với số đo của cung AI. BDA là góc nối tiếp chắn nửa chắn cung AMB. Như vậy số đo của BDA là bằng 1/2 số đo của cung AMB. Góc BAX là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung AB. Như vậy số đo của ABAX cũng bằng 1/2 số đo của cung AMB. Như vậy câu B, từ kết quả của câu A thì ta thấy rằng góc BDA bằng góc BAX. Do đó mà ta có cái hệ quả như thế này. Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nối tiếp chắn cùng một cung thì bằng nhau. Từ nay, nếu như có bài tập và có hình vẽ như bên, chúng ta có thể nói ngay rằng vì BDA là góc nối tiếp chắn cung AMB, góc BAX là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung AB chắn cung AMB, suy ra BDA bằng BAX. Tôi có một bài tập củng cố tính số đo của góc BAX. Nhìn hình ta thấy rằng có góc BCA là góc nối tiếp chắn cùng AMB. BAX là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung AB cũng chắn cung AMB. Như vậy là hai góc này bằng nhau, như vậy là BAX này cũng bằng 42 độ. Sử dụng cái hệ quả vừa rồi đấy. Như vậy tôi hỏi ngược lại, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là gì?
Thì góc tạo bởi tiết tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh nằm trên đường tròn, có một cạnh là tiết tiếp tuyến và cạnh còn lại là chữa dây cung. Thêm một bài củng cố nữa. Tính số đo góc BAX đi. Ta thấy rằng là BOC là góc ở tâm của số đo bằng 60 độ. Như vậy là cung BC này bằng 60 độ. Đúng nào? Cung BC là có số đo bằng 60 độ. Như vậy góc BAC là góc nối tiếp chấm cung BC, do đó là góc BAC là có số đo bằng một nửa số đo của cung BC. Tức là BAC, góc BAC bằng 1 phần 2, góc BOC là bằng 30 độ. Góc BCAX bằng 90 độ là do tiếp tuyến vuông góc. Như vậy là góc BAX của chúng ta là bằng 120 độ. Một bài trắc nghiệm nhỏ nhỏ đó. Số đo góc BAX là bao nhiêu đây? Như hình vẽ thì tam giác ABC là tam giác đều. Như vậy là mỗi góc của nó là có 60 độ. AO tam giác đều. Như vậy cung AB này là có góc ACB là nối tiếp chắn cung AB. BAX là góc tạo bởi tiếp tuyến với dây cung chắn cung AB. Như vậy là hai góc này bằng nhau, tức là góc C này bằng với góc BAX, như vậy là 60 độ. Như vậy là tôi vừa giới thiệu cho các bạn về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung của hình học 9. Thì ở bài này thì các bạn nhớ cho tôi có 3 điều. Điều thứ nhất đó là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung là gì? Đó là góc tạo bởi một, đó là góc có một cái đỉnh là nằm trên đường tròn, một cạnh là tiếp tuyến tại đỉnh đó luôn đấy, và một cạnh còn lại là dây cung. Thứ hai, đó là định lý về số đo. Thì số đo của góc tạo bởi tiết tiếp tuyến với dây cung là bằng một nửa số đo của cung bị chắn. Thứ ba, đó là cái hệ quả trong một đường tròn, góc tạo bởi tiết tiếp tuyến với dây cung và góc nối tiếp cung chắn một cung thì bằng nhau. Đây là hệ quả rất hay sử dụng trong các bài tập chứng minh. Và tôi đã giới thiệu xong về nội dung của bài này rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi Toán Học TV. Và xin chúc các bạn học thật là tốt.